Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 9 tháng 4. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cử về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018 và quý 1 năm 2019, việc thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế trên địa bàn huyện. Hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Những lưu ý trong chăm sóc lúa thời kỳ phân hóa đồng. Thịt lợn tại các chợ tiêu thụ tăng trở lại. Huyện Văn Lâm huy động nguồn vốn xã hội hóa 1.900 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Vẫn còn nhiều xe quá tải trọng chạy trên đê sông Hồng qua huyện Khoái Châu và Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thị sát và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cử về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018 và quý 1 năm 2019. Việc thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Đầu giờ làm việc buổi chiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng vải xã Tam Đa. Hiện xã Tam Đa đã chuyển đổi trồng được trên 200 hectare vải lai u cho thu nhập cao. Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng do nông dân có kinh nghiệm trong canh tác, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nên phần lớn diện tích vải của xã đều cho sai hoa, tỷ lệ đậu quả đạt trên 80% diện tích. Dự kiến khoảng gần 2 tháng nữa sẽ cho thu hoạch, ước cho năng suất đạt khoảng 2.000 tấn quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương xã Tam Đa đã chuyển đổi đất gieo cấy lúa sang trồng vải, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng không vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất chuyển đổi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, huyện Phù Cử cần tiếp tục khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch gắn với thâm canh theo quy trình Việt Gáp, nâng cao chất lượng của từng giống cây trồng, phát triển các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất tiêu thụ nông sản. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hộ gia đình trồng vải ở thôn Duyên Linh, gia đình Cao, kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại gia đình Cao, chốt kiểm dịch cầu Vóc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: lợn là bị dịch, nó đã tính trên địa bàn toàn tỉnh đã có dấu hiệu nó giảm rồi, và như vậy là rất là tốt. Và cái sản phẩm được tiêu dùng từ thịt lợn trên thị trường nói chung của tỉnh chúng ta đã bắt đầu tăng lên, thì đây là những cái tín hiệu rất là đáng mừng. Các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp, rồi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, đặc biệt là các đồng chí ở Phù Cử, là mình phải tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền, cũng không được chủ quan để mình hạn chế thấp nhất cái việc phát sinh cái dịch nó trên cái diện rộng, thực hiện là đảm bảo về giờ trực, số lượng người, và phải có cả những cái đồng chí chịu trách nhiệm nữa đấy, để đảm bảo những cái xe đi qua đi lại đấy mà mang những cái sản phẩm từ lợn, rồi là bản thân là cái con lợn, nhưng sản phẩm từ lợn nữa thì mình phải có cái kiểm tra phòng chống thật là tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ gỗ Minh Chuột tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cử. Hiện doanh nghiệp đang sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng cung cấp cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Không chỉ đạt doanh thu cao hàng chục tỷ đồng một năm, hiện doanh nghiệp còn đang tạo việc làm cho trên 60 lao động địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ gỗ Minh Chuột tiếp tục đẩy mạnh mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, bán ra thị trường, tạo việc làm cho lao động, nhất là lao động nông nhàn tại địa phương. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tới kiểm tra cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng, cụm công nghiệp có diện tích 21 ha. Hiện huyện đã tiến hành san lấp mặt bằng và đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng 4,7 ha để đấu giá đất tạo nguồn vốn đầu tư cho cụm công nghiệp, thu hút doanh nghiệp và đầu tư sản xuất.
làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018 và quý 1 năm 2019. Việc thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế trên địa bàn huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, huyện Phù Cừ cần tiếp tục tập trung công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác thú y. Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phải làm tốt công tác quy hoạch, khuyến khích nông dân chuyển đổi sản xuất gắn với thị trường, mở rộng sản xuất theo hướng Việt Gáp, đảm bảo đạt năng suất chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Về công nghiệp, thủ tục công nghiệp, cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tìm hướng chủ động nguồn lực đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công minh bạch, khai thác các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tập trung cao, thực hiện chủ trương về sắp nhập địa giới hành chính, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm chăm lo mọi mặt cho giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Phù Cừ cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời phải chủ động tập trung chỉ đạo thực hiện chuẩn bị tốt các khâu chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1 năm 2019. Sự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong quý 1 năm 2019, công tác dân vận đạt nhiều kết quả nổi bật, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, công tác mặt trận và công tác đoàn thể nhân dân. Công tác tôn giáo, kiện toàn các ban chỉ đạo tỉnh về quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn giáo, phong trào thi đua dân vận khéo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu trong quý 2 và thời gian tới, công tác dân vận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng hoạt động cụ thể tại mỗi địa phương. Triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân tại các địa phương và làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với Ủy ban Nhân dân các cấp trong năm dân vận chính quyền 2019. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung tuyên truyền chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4, tổ chức thành công chương trình nghệ thuật Hưng Yên Đinh Ninh Lời Bác. Hôm nay, đoàn kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về làm việc tại huyện Tiên Lữ. Trong hai năm 2017 và 2018, huyện Tiên Lữ đã thanh kiểm tra và giám sát chuyên đề 22 tổ chức đảng và hơn 70 đảng viên cùng các cơ quan đơn vị khác, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 71 đảng viên, trong đó kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lệ Xá, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, một cán bộ là huyện ủy viên, qua đó nhận được sự đồng tình tin tưởng cao của nhân dân đối với đảng bộ chính quyền các cấp trong huyện. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn biểu dương những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở Tiên Lữ, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tham nhũng lãng phí, chú trọng đến cải cách thủ tục hành chính công khai minh bạch các lĩnh vực như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch, đào tạo, kê khai tài sản cán bộ, các khoản thu chi ngân sách gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc thanh kiểm tra, đặc biệt là thanh tra công vụ, phát huy vai trò phản biện, giám sát của nhân dân và nghiêm chỉnh thực hiện việc đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo với người dân. Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí của tỉnh do đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về làm việc tại huyện Yên Mỹ.
Thực hiện nghị quyết lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và kế hoạch số 47 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí từ năm 2017 đến nay, cấp ủy huyện Yên Mỹ và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã tổ chức kiểm tra và giám sát chuyên đề 112 tổ chức đảng với trên 200 đảng viên. Ban Thường vụ huyện ủy đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tại buổi làm việc, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Phạm Huy Bình yêu cầu huyện Yên Mỹ quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, quan tâm đến nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Huyện cũng cần tiếp tục công khai công tác về quy hoạch đất đai, công tác cán bộ, đầu tư công và thu chi ngân sách, nâng cao vai trò phản biện, giám sát của nhân dân và thực hiện tốt đối thoại lãnh đạo với người dân. Trước đó, đoàn kiểm tra cũng đã làm việc tại hai xã Nghĩa Hiệp và Yên Phú. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề Văn học nghệ thuật hiện nay và xu hướng sáng tác trong thời kỳ mới. Sự hội nghị có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích đánh giá chung về thành tựu và hạn chế của văn học cả nước nói chung và Hương Yên nói riêng trong thời gian qua, bàn về văn học nghệ thuật hiện nay và xu hướng sáng tác trong thời kỳ mới. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị các nhà văn, nhà thơ, văn nghệ sĩ Hương Yên cần đào sâu tư duy, khơi nguồn cảm hứng sáng tác xuyên suốt theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước như lịch sử dựng nước và giữ nước, các vấn đề về đạo đức xã hội, người tốt việc tốt, mô hình mới cách làm hay, phơi bày cái xấu cái ác. Mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tặng quà chúc thọ cho các hội viên cao tuổi, khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật năm 2018 và trao thẻ hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do hiểu đúng tính chất của bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh không lây sang người, nên người tiêu dùng đã yên tâm sử dụng thịt lợn trong chế biến món ăn hàng ngày. Ngay sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta, những ngày đầu mới phát hiện dịch, lượng người mua thịt lợn về ăn hàng ngày giảm hẳn, thì hiện nay người tiêu dùng đã mua trở lại, sức mua thịt lợn tại các chợ đã tăng lên. Đến bây giờ thì người dân người ta cũng nghe thông báo nhiều trên vô tuyến truyền thông ấy, thì nói chung là cũng trở lại 3-4 hôm nay thì nói chung cái lượng dân ấy cũng đến ăn rất là đông, là bảo là nghe thông báo nhiều trên vô tuyến ấy, nói chung là ăn không liên quan đến bệnh tật con người thì là người ta cũng dường như là cũng có người là yên tâm hơn. Những điểm bán hàng có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh vẫn được các khách hàng tin tưởng lựa chọn, thậm chí tăng. Mặt khác, người tiêu dùng cũng đã hiểu đúng tính chất của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên đã yên tâm và tin tưởng sử dụng sản phẩm thịt lợn. Nếu mà không ăn thịt lợn thì cũng khó chế biến lắm. Vì thực ra thịt lợn chế biến được rất nhiều món. Thế em được biết thì dịch tả này thì nếu mà mình nó không lây sang người, dịch đấy nó chỉ lây sang lợn thôi. Và nếu như mình chế biến kỹ thì chắc là không có vấn đề gì. Nhà tôi vẫn sử dụng thường xuyên vì bây giờ là có cái cửa hàng bán thịt lợn của công ty Việt Gáp. Nên là nhà tôi vẫn sử dụng hàng ngày. Bệnh dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người, nên người tiêu dùng không nên lo sợ, không nên tẩy chay sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị dịch. Bên cạnh đó là virus trong bệnh dịch tả lợn châu Phi chịu nhiệt kém và bị tiêu diệt hoàn toàn dưới 1 phút khi đun sôi ở 100 độ C. Do vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng, không nên tẩy chay thịt lợn làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi. Do chủ động phòng chống dịch bệnh nên đến nay, trên địa bàn tỉnh ta đã có xã Đức Hợp, huyện Kim Động công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Là địa phương phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi vào cuối tháng 2 năm 2019, phải tiêu hủy trên 600 con lợn. Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh như đồng loạt định kỳ rắc vôi bột và phun hóa chất khử trùng tiêu độc, cùng với việc nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bảo vệ đàn vật nuôi của các hộ chăn nuôi nên dịch bệnh đã được khống chế. Đến nay, đã qua hơn 30 ngày xã chưa phát sinh ổ dịch mới. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tổ chức tiêu hủy trên 28.000 con lợn tại 1.600 hộ của 10 huyện thành phố. Do vậy, người chăn nuôi không nên chủ quan, lơ là mà cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Để đảm bảo cho trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể lực và trí lực, thời gian qua, trường mầm non Phan Xào Nam, huyện Phù Cử đã luôn chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bữa ăn bán trú. Năm học 2018-2019, trường mầm non Phan Xào Nam có 365 cháu học sinh ở hai điểm trường, tỷ lệ ăn bán trú là 96,8%. Khu vực bếp ăn nhà trường được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt, được trang bị đầy đủ máy lọc nước, tủ đựng thức ăn chín, thức ăn được lưu mẫu bảo quản trong tủ lạnh. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra bếp ăn, đảm bảo nhân viên thực hiện nghiêm túc các thao tác chế biến và vệ sinh dụng cụ phục vụ ăn uống cho trẻ. Trước các bữa ăn, trẻ đều được rửa tay bằng xà phòng, được ngồi theo nhóm và rèn thói quen tự phục vụ, giữ gìn nền nếp trong bữa ăn. Thực đơn được bố trí hợp lý theo mùa, tăng cường rau củ quả và thường xuyên thay đổi cách chế biến, giúp trẻ ăn ngon miệng và thích được ăn ở lớp hơn. Điều này tạo được sự tin tưởng của nhân dân trong xã khi gửi gắm con em mình tại trường. Những năm gần đây, nông dân trong huyện Khoái Châu mở rộng diện tích ươm trồng các loại cây giống để bán, đem lại nguồn thu nhập khá. Diện tích trồng cây giống ở huyện Khoái Châu khoảng 100 ha, chủ yếu ươm trồng các giống cây ăn quả như cam, bưởi, nhãn, táo, xoài, hồng xiêm, tập trung tại các xã Tân Châu, Tân Dân, Bình Minh, Đông Ninh. Theo bà con cho biết, nghề ươm cây giống đòi hỏi người trồng phải tỉ mỉ trong từng công đoạn, ruộng ươm cây giống phải cao ráo. Khi chọn mắt ghép cho cây giống, phải chọn mắt ghép sạch bệnh, bón phân, phun thuốc đúng giai đoạn. Chính vì vậy mà cây giống ở huyện Khoái Châu luôn tươi tốt, sạch bệnh, khách hàng khắp các tỉnh về đây đặt mua. Thời điểm này giá bán các loại cây giống như nhãn từ 30 đến 40 nghìn đồng một cây, cam vinh từ 15 đến 25 nghìn đồng một cây, bưởi từ 20 đến 30 nghìn đồng một cây. Với giá bán này, một sào ươm cây giống cho lãi từ 30 đến 40 triệu đồng một năm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huyện Văn Lâm đã huy động sức đóng góp xã hội hóa từ đông đảo quần chúng nhân dân, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Văn Lâm đã huy động gần 1.900 tỷ đồng, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó vốn huy động từ doanh nghiệp là hơn 8,7 tỷ đồng, cộng đồng dân cư đóng góp trên 1.200 tỷ đồng, tập trung nhiều tại các xã Đình Dù, Trương Trắc, Tân Quang, Đại Đồng. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Sang, xã Đình Dù, ông Nguyễn Văn Túy, thị trấn Như Quỳnh, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam, công ty Chafaco, công ty xe buýt Lương Tài. Sự đóng góp của cộng đồng dân cư là nguồn lực quan trọng để Văn Lâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 10 trên 10 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đường giao thông nông thôn, đường nội đồng được bê tông hóa, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng sửa chữa khang trang. Toàn huyện phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019. Thời gian gần đây, tình trạng xe cơi nới thành thùng và chở quá tải trọng lại chạy nhiều trên tuyến đường 378 Đê Tả Sông Hồng. Không chỉ chở vật liệu xây dựng quá tải trọng, mà nhiều xe còn che phủ bạt không cẩn thận để đất đá rơi vãi ra đường, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt trên tuyến Đê Tả Sông Hồng có nhiều nhà máy gạch nên đã xuất hiện rất nhiều chiếc xe thùng theo giấy phép đăng kiểm chỉ được phép chở hàng hóa tối đa trên 7 tấn. Nhưng được các chủ xe dùng để chở hàng vạn gạch vượt quá nhiều lần so với quy định. Thời gian hoạt động của những chiếc xe này chủ yếu vào các giờ buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ hàng ngày. Đường Đê Tả Sông Hồng mới được đầu tư nâng cấp, hiện đã có nhiều đoạn sụt lún, cộng thêm hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, cho nên trước tình trạng trên đề nghị lực lượng chức năng tỉnh và công an các huyện Kim Động, Khoái Châu và Văn Giang cần thường xuyên tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Do áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, nên gần 20 năm chăn nuôi lợn, gia đình ông Đỗ Văn Nghĩa ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu chưa hề để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho trên 150 con lợn nái và trên 1.000 con lợn thịt thương phẩm, từ năm 2000 đến nay, gia đình ông Nghĩa đã áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Cụ thể, gia đình đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi khép kín, ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Nguồn thức ăn 100% là cám hỗn hợp, đảm bảo an toàn, cách ly hoàn toàn với khu vực chăn nuôi, phân công người chăm sóc riêng.
trước khi vào chuồng nuôi phải mặc bảo hộ lao động, sát trùng và không cho người lạ vào chuồng nuôi. Định kỳ rắc vôi bột, phun hóa chất khử trùng tiêu độc. Mọi hoạt động trong chuồng nuôi được giám sát qua hệ thống camera. Đặc biệt là từ khi địa bàn tỉnh xuất hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi, gia đình đã tăng cường rắc vôi bột và phun hóa chất khử trùng tiêu độc hàng tuần. Nhờ áp dụng biện pháp trên nên gần 20 năm chăn nuôi, đàn vật nuôi của gia đình luôn phát triển khỏe mạnh, không bị dịch bệnh gây hại. Hiện nay, các diện tích trồng vải trên địa bàn huyện Phù Cừ đang trong giai đoạn quả non. Bà con cần nắm vững các kỹ thuật chăm sóc sau đây để hạn chế tình trạng rụng quả. Sau khi đậu quả, cây vải thường xuất hiện tình trạng rụng quả sinh lý do thiếu hụt dinh dưỡng. Để kiểm soát tình trạng này, bà con cần bón phân đầy đủ cân đối, sử dụng các loại phân NPK có hàm lượng lân và kali cao, hàm lượng đạm thấp. Ngoài lượng phân bón vào gốc, giai đoạn cây mang quả cần bổ sung thêm các nguyên tố vi lượng qua phân bón lá. Đây là giai đoạn sức đề kháng của cây suy giảm do thiếu hụt dinh dưỡng, có nhiều đối tượng gây hại cho quả non như sâu tơ, sâu xanh, nhện lông nhung, bọ xít, dẹp, sâu đục cuống quả và một số bệnh thường gặp như bệnh mốc xương, xương mai. Bà con cần chủ động phun phòng trừ, tránh để lây lan ra diện rộng. Thưa quý vị và bà con, hiện nay các diện tích lúa, đại trà đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng. Ở thời kỳ này, cùng với việc phòng trừ sâu bệnh, thì bón phân đón đồng đúng thời điểm sẽ làm tăng năng suất lúa. Mục thông tin cùng Nhà Nông tuần này chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con và các bạn về cách xác định thời điểm bón phân đón đồng và một số lưu ý trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn từ khi cây lúa đứng cái đến làm đồng thì thời điểm phân hóa đồng rất quan trọng và ảnh hưởng nhiều tới năng suất. Nếu bà con áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật như chăm sóc, điều tiết nước khi cây lúa đứng cái và đặc biệt là bón phân đúng thời điểm đón đồng sẽ góp phần làm tăng năng suất lúa cuối vụ. Thời điểm này thì lúa nói chung là cái diện tích nó đang đứng cái, chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra mà mới có cái thông báo để cho nhân dân có cái diện tích đấy ta phải giữ cái bộ lá đồng. Vừa qua kiểm tra cũng có cái sâu bệnh, khi sâu cuốn lá nó đang phát triển mà chúng tôi cũng phải chỉ đạo để giữ cái bộ lá đồng cho cái cây lúa của mình để giữ được cái năng suất. Giai đoạn khi cây lúa phân hóa đồng thường rất dễ mẫn cảm và bị các đối tượng sâu bệnh tấn công gây hại. Do vậy, để bảo toàn được năng suất, chất lượng, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp chăm sóc trên, bà con cần thường xuyên thăm đồng và phát hiện sớm các đối tượng dịch để có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Khi mà lúa đứng cái, bà con chúng ta cần thiết là phải rút nước ra để cho cái bộ rễ đâm sâu xuống là thứ nhất. Thứ hai nữa là để cho hạn chế đẻ các cái nhánh vô hiệu. Bên cạnh đó thì bà con sẽ tăng cường bón bổ sung cái phân bón, đặc biệt là cái kali với cái lượng mà có thể từ xung quanh 3 kg trên một sào để cho hỗ trợ cái quá trình mà phân hóa đồng nó diễn ra được thuận lợi. Thời điểm hiện nay thì cái bệnh đạo ôn vẫn còn xuất hiện trên đồng ruộng. Bên cạnh đó thì cũng có những cái đối tượng như là cái sâu cuốn lá hay là cái bệnh khô vằn cũng có cái dấu hiệu là phát sinh phát triển trong thời gian tới. Thì bà con chúng ta lưu ý là cần phải xử lý triệt để các cái bệnh hại, đặc biệt là cái bệnh đạo ôn. Khi mà bệnh đạo ôn nó dứt điểm thì bà con chúng ta mới tiến hành các cái biện pháp canh tác, chăm sóc và bón phân. Thì để mà xử lý dứt điểm được cái bệnh đạo ôn trong thời kỳ này thì bà con chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm Philia 525 SE là một cái sản phẩm mà có tác dụng nội hấp và lưu dẫn. Làm đồng là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với cây lúa. Đây là thời kỳ hình thành số hạt bông lúa. Bất kỳ một tổn thương nào tại thời điểm này cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất của lúa. Vì vậy, việc bón phân đón đồng và phòng trừ các đối tượng dịch hại ở giai đoạn này là hết sức quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.